Trước không khí Tết nguyên đán cận kề, COVID-19 khiến giỏ qua Tết 2022 thay đổi bất ngờ. Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe như nhân sâm, đâm trùng thảo, hải sản từ hàng nhập khẩu đến nội địa được khai thác triệt để. Đầu tháng chạp, thương hiệu The K Food chuyên quảng bá thực phẩm từ vùng nông nghiệp Ui Xiong, thuộc tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, tích cực mời khách hàng Việt dùng thử tinh chất hồng sơm và nhung hươu Hàn Quốc. Theo giới thiệu, hai sản phẩm này được sản xuất 100% tại Hàn Quốc và có tác dụng tốt cho sức khỏe đáng chú ý cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán. Tinh chất hồng sâm và nhung hưu còn được thiết kế bắt mắt với hai màu là đỏ tượng trưng cho sự may mắn, đầm ấm và vàng nâu ngụ ý là thịnh vượng giàu sang. Đại diện thương hiệu cho hay sản phẩm này phù hợp làm quà biếu tặng dịp Tết. Hiện doanh nghiệp không chỉ hướng đến đối tượng khách sỉ mà còn tiếp cận khách hàng lẻ, giới thiệu dòng sản phẩm mới hỗ trợ tốt cho sức khỏe trước Tết đại diện công ty cổ phần thực phẩm at cũng cho biết trước đây doanh nghiệp đã có sản phẩm nấm trùng thảo được phân phối trong các hệ thống bán lẻ thuộc phân khúc chung và cao cấp khi thấy nhu cầu của người dân tăng cao về dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch doanh nghiệp vừa ra mắt sản phẩm nước uống bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ trùng thảo đây cũng là sản phẩm về bao bì đẹp mắt để người dân dành làm quà tặng dịp tết nhiều siêu thị như Coopmart, Iron, Big C, cũng tăng cường giỏ quà Tết hỗ trợ sức khỏe trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Tại Iron Tân Phú, quận Tân Phú, bên cạnh các giỏ quà Tết truyền thống, hệ thống này còn có những quà riêng gồm toàn sản phẩm hỗ trợ sức khỏe như tổ yến trưng sẵn, nước sâm, hạt chia. Nguồn gốc sản phẩm bên trong giỏ quà khá đa dạng, từ thương hiệu quen thuộc trong nước đến thương hiệu Nhật Bản. Giá mỗi phần quà chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Theo các nhà bán lẻ, do Covid-19, năm nay người tiêu dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bổ sung sức khỏe, không chỉ lựa chọn các sản phẩm này cho gia đình, người dân cũng sẽ hướng đến mua làm quà tặng trước Tết.